thân ái chào quý vị và các bạn đang xem tử vi trọn đời tuổi quý mùi sinh năm 2003 nữ mạng nữ mạng tuổi quý mùi cung cấn mạng dương liễu mộc bà của thiên huyền nữ độ mạng tổng quan tử vi nữ mạng tuổi quý mùi tử vi trọn đời tuổi quý mùi nữ mạng rất may mắn trên con đường công danh thời còn trẻ gặp rất nhiều may mắn về sự nghiệp và tiền bạc nữ tuổi quý mùi thông minh xinh đẹp lanh lợi nên khá thuận lợi trong công việc, tạo dựng được chỗ đứng vững chắc khi còn rất trẻ. Trong cuộc sống gia đình tuy vất vả nhưng nhiều niềm vui và hạnh phúc. Tóm lại, tuổi quý mùi, thành công sớm, sự nghiệp, ngày càng phát triển và đi lên ở độ tuổi 28. Tuổi quý mùi thấy rằng cuộc sống hôn nhân gia đình khá hạnh phúc và trọn vẹn, tuy có nhiều chuyện vướng bận, nhưng đây là những người rất có vận may về tài chánh. Về già, được hưởng cuộc sống an nhàn bên người thân yêu, nữ quý mùi hưởng thọ trung bình từ 80 tuổi đến 90 tuổi. Nếu sống có phúc ăn ở lương thiện thì tuổi thọ sẽ được gia tăng. Về tình duyên, sinh vào các tháng 3, tháng 7 và tháng 12 âm lịch. Đây là những người không được thuận lợi và may mắn trong chuyện tình cảm. Trong tình yêu họ phải cố gắng nhiều thì hai người mới đến được với nhau. Trong cuộc sống hôn nhân, có nhiều niềm vui nhưng bên cạnh cũng xuất hiện nhiều chuyện buồn phiền, đặc biệt là vấn đề tài chánh để cuộc sống được thuận lợi hạnh phúc và tốt đẹp hơn thì nữ quý mùi cần phải cố gắng hơn nữa trong công việc phát triển sự nghiệp bản thân quan tâm hơn tới tâm trạng của những người bên cạnh sinh vào các tháng tư tháng 5 tháng 8 và tháng 11 âm lịch đây là những người đề cao sự nghiệp hơn chuyện tình cảm họ quan niệm phải khi có sự nghiệp vững vàng rồi mới tính đến chuyện hôn nhân Do vậy mà đây là những người rất ít bị ảnh hưởng bởi tình yêu. Trong hôn nhân họ quan niệm rằng chỉ sống cần sống chung, hòa hợp, thoải mái là được. Nếu sanh vào các tháng giêng, tháng 2, tháng 6, tháng 9 và tháng 10 âm lịch thì nữ tuổi quý mùi rất may mắn và hạnh phúc trong chuyện tình duyên. Họ có mối tình đẹp đẽ và sau một thời gian tiến triển thành hôn nhân, cuộc sống gia đình sau kết hôn rất thuận lợi đem lại nhiều may mắn cả về tình cảm lẫn tiền bạc gia đình và sự nghiệp về gia đình nữ tuổi quý mùi cuộc sống gia đình hạnh phúc từ nhỏ được cha mẹ chiều chuộng và thương yêu sau kết hôn hạnh phúc bên chồng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn khi sinh những đứa con đầu lòng về sự nghiệp phát triển mạnh mẽ nhất là năm 29 tuổi cuộc sống có nhiều thay đổi đời sống vật chất được nâng cao vào năm 40 tuổi quý mùi được hưởng lộc về tài chánh trong những năm sau đó được khoảnh tài Tuổi hợp làm ăn. Tuổi Quý Mùi nếu có ý định tìm đối tác thì nên lưu ý lựa chọn những người tuổi sau đây sẽ giúp ích rất nhiều đó là tuổi Quý Mùi, Ất Dậu và Đinh Hợi. Những người này không chỉ tài giỏi mà còn rất hợp mệnh với nữ Quý Mùi, họ sẽ đem đến nhiều vận may về tài chính và kết quả tốt đẹp cho công việc chung giữa hai người. Lựa chọn vợ chồng kết hôn với một trong số các tuổi quý mùi ất dậu đinh hợi kỷ sửu tân mão tân tỵ và kỷ mão thì cuộc sống hôn nhân của quý mùi sẽ có nhiều bước chuyển biến tốt đẹp sau kết hôn một cuộc sống như mơ hạnh phúc vô cùng đang chờ đón họ vận may tài chánh đến công việc làm ăn thuận lợi đầu tư kinh doanh gặp nhiều may mắn nếu cố gắng phát triển sự nghiệp thì một cuộc sống giàu sang phú quý không phải là một điều khó khăn kết hôn với những tuổi trên cuộc đời của nữ quý mùi sẽ nâng lên cao bất ngờ danh tiếng được đặc biệt phát triển tình cảm thuận lợi gia đình im ấm nếu kết hôn với một trong số các tuổi bính tuất mậu tý nhâm ngọ thì quý mùi sẽ không có nhiều may mắn trong vấn đề tiền bạc và sự nghiệp cuộc sống chỉ ở mức trung bình nhưng tuy nhiên tình cảm lại rất tốt đẹp nên duyên với một trong số những tuổi trên này thì chỉ có may mắn về tình cảm nhưng nếu cố gắng làm việc tạo dựng sự nghiệp thì có thể cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn còn nếu sinh kết hôn với một trong số các tuổi giáp thân canh dần thì cuộc sống sau hôn nhân sẽ gặp nhiều khó khăn vất vả hai tuổi trên không hợp với mệnh tuổi quý mùi nên rất khó có thể tạo dựng được một cuộc sống im thấm thoải mái Muốn có một cuộc sống đầy đủ hơn thì hai người cần phải cố gắng hơn rất nhiều so với những người khác. Vào những năm 17 tuổi, 19, 25, 29, 31, 37 và năm 41 tuổi, thì nữ quý mùi không nên kết hôn hay tổ chức những sự kiện trọng đại. Do không hợp về bản mệnh, nên nếu kết hôn trong những năm này thì có thể dẫn tới nhiều điều không may mắn, trở ngại trên con đường tình cảm tuổi đại kỵ nữ tuổi quý mùi đại kỵ với các tuổi sau đây đó là tuổi nhâm thìn và canh thìn nếu làm ăn hợp tác với những tuổi trên thì công việc có thể dẫn tới những sai sót thậm chí còn khiến bản thân rơi vào tình cảnh vất vả nếu kết hôn với một trong số hai tuổi này thì cuộc sống hôn nhân có thể sẽ không may mắn và thuận lợi có thể xảy ra nhiều chuyện không vui trong cuộc sống nếu lỡ có yêu thương một trong hai tuổi tuổi trên thì nên vợ chồng nên đồng lòng trước những khó khăn gian khổ luôn tin tưởng đoàn kết cố gắng phấn đấu trong cuộc sống thì mới có thể sống an lành và vui vẻ những năm khó khăn nhất trong cuộc sống vào những năm 23 28 và năm 35 tuổi thì nữ quý mùi có thể sẽ gặp phải rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống mọi chuyện đều không thuận lợi sức khỏe tiền bạc đều bị ảnh hưởng Do vậy mà trong những năm này họ cần cẩn thận và chú ý hơn trong mọi quyết định. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nữ quý mùi xuất hành vào thời điểm ngày chẳng tháng lẻ và giờ lẻ thì sẽ đưa đến rất nhiều vận may và sự thành công trong những dự định trong tương lai. Diễn tiến từng năm, từ năm 18 đến năm 23 tuổi. Năm 18 tuổi tình cảm có nhiều thay đổi. Không mấy tốt đẹp, cẩn thận, kẻo bị lừa gạt. Năm 19 tuổi không nên đi xa cẩn thận với mọi vấn đề quan hệ khác giới. Năm 20 tuổi, trong năm công danh phát triển, tình cảm cũng rất thuận lợi. Cuối năm có vận may về tài chánh. Năm 21 tuổi, có chuyện vui đến. Trong cuộc sống, nhiều điều hay đẹp, tình cảm thuận lợi phát triển. Năm 22 tuổi, năm này không tốt cho bản mệnh về tiền bạc. Không nên đầu tư làm ăn lớn. Năm 23 tuổi, tài lộc có phần suy giảm. Cuộc sống gặp nhiều khó khăn không thuận lợi. Năm 24 đến năm 30 tuổi. Năm 24 tuổi tình cảm và tài lộc thuận lợi. Nếu kết hôn trong năm nay sẽ rất may mắn. Năm 25 tuổi công việc làm ăn diễn ra bình thường. Trong năm có chuyện hay đẹp về tình cảm. Năm 26 tuổi có số hưởng tài lộc năm 27 và 28 tuổi cẩn thận khi đầu tư làm kinh doanh không quá thuận lợi trong tài chính tình cảm bị ảnh hưởng năm 29 tuổi vận may quay trở lại và năm thích hợp để phát triển sự nghiệp. Năm 30 tuổi gia đình có nhiều điều hay đẹp tài lộc dồi dào. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, năm 31 tuổi thành công trong cuộc sống nhất là sự nghiệp, năm 32 tuổi có thất thoát về tiền bạc, tình cảm trong năm không được tốt đẹp. Năm 33 tuổi không nên xuất hành đi xa, hạn chế đầu tư tiền bạc, chú ý giữ gìn sức khỏe. Năm 34 tuổi phòng tránh những bất trắc, Chú ý chăm sóc sức khỏe bản thân, năm 35 tuổi, diễn biến trong năm phức tạp, cẩn thận hơn về tiền bạc. Chú ý hơn trong việc tạo dựng các mối quan hệ trong gia đình. Từ năm 36 đến năm 40 tuổi, năm 36 tuổi, tình cảm tốt đẹp tuy nhiên có nhiều vướng mắc trong công việc làm ăn. Năm 37 tuổi, chú ý hơn trong vấn đề đầu tư, không nên giao dịch quá lớn, cẩn thận về bổn mạng. Năm 38 tuổi, trong năm có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, tình cảm gia đình tốt đẹp năm 39 tuổi sức khỏe tốt cuộc sống có nhiều niềm vui năm 34 tuổi cẩn thận mắc các bệnh giặc chú ý hơn tới sức khỏe của người thân từ năm 41 đến năm 45 tuổi năm 41 tuổi tình cảm phát triển thuận lợi có vận may về tài chánh năm 42 tuổi thích hợp cho những chuyến đi xa nên chú ý hơn tới công việc làm ăn. Năm 43 tuổi cẩn thận trong đầu tư, làm ăn cần chú ý tránh kẻ gian ảm hãm hại. Năm 44 tuổi trong năm nhiều chuyện tốt đẹp. Năm 45 tuổi dành nhiều thời gian điều dưỡng sức khỏe cho bản thân. Từ năm 46 đến năm 50 tuổi, năm 46 tuổi nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Năm 47 tuổi, cuộc sống bình thường. Năm 48 tuổi, trong công việc cần cẩn thận, mỗi khi ra quyết định quan trọng. Năm 49 tuổi, cẩn thận về bổn mạng. Năm 50 tuổi, làm ăn gặp nhiều may mắn, cuộc sống tốt đẹp hơn. Năm 51 đến năm 55 tuổi. Năm 51 tuổi, tình cảm gia đình không được thuận lợi, nên dành nhiều thời gian hơn để gắn kết các thành viên. Năm 52 tuổi, giữa các năm có vận may về tài chánh. Cuối năm cẩn thận hao tài, năm 53 tuổi trong công việc làm ăn không nên quá mạo hiểm, cần cẩn thận và suy nghĩ chu đáo hơn. Năm 54 và năm 55 tuổi không có nhiều vận may, cuộc sống ảm đạm và có phần đi xuống. Tử vi trọn đời từ năm 56 đến năm 60 tuổi, năm 56 tuổi công việc có nhiều bước phát triển, năm 57 tuổi cuộc sống bình thường, nên dành nhiều thời gian hơn cho con cháu. Năm 58 và năm 59 tuổi, cẩn thận hơn về sức khỏe, đề phòng mắc bệnh. Năm 60 tuổi, tài lộc thịnh vượng. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chúc quý vị và các bạn được nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.